đầy kỷ lục của mình. Xin chào quý vị và các bạn. Chào sau đi. Đây là xưởng khuôn mẫu Minh Thiên, là em xin giới thiệu với các bác là xưởng em là xin thanh lý cho các bác 12 chiếc khuôn con tiện lục bình. Khuôn con tiện lục bình này là từ những thời cổ, cách đây rất lâu rồi, thì thị trường khuôn con tiện lan can để dùng cho nhà ở hoặc là biệt thự thì từ xưa đến nay là vẫn dùng con tiện bằng sắt. Thế nhưng mà đến bây giờ thì cái khuôn con tiện bằng nhựa mà đổ bê tông ướt thì nó chiếm lĩnh được thị trường, cho nên là thị trường khuôn con sắt đóng khô này thì đến bây giờ là họ đã đẩy lùi đi rồi. Thế nhưng mà nhiều những công trình và những đơn vị mà họ cần số lượng lớn và cần làm theo kích thước và bản vẽ yêu cầu và theo bản vẽ và thiết kế thì họ vẫn làm khuôn sắt để làm cho công trình, là quá trình sản xuất và quá trình đổ là nó cực kỳ nhanh. Mặc dù là bảo là chất lượng nó không tốt bằng khuôn con tiện xi măng bây giờ, con tiện khuôn nhựa bây giờ, nhưng mà nó giải quyết được cái tiến độ. Ví dụ như các bác làm số lượng nhiều hoặc là các bác cần gấp trong thời gian khoảng 10 ngày hoặc 1 tuần hoặc 15 ngày thì cái khuôn này là sẽ giải quyết được rất nhanh. Thế hôm nay là ngày 13 tháng 6 là xưởng Minh Thiên là xin được giới thiệu với tất cả các bác là xưởng Minh Thiên là sẽ bán thanh lý cho các bác 13 bộ khuôn này. 13 bộ khuôn này thì trước hết là em xin giới thiệu với các bác là xin mời máy quay xê lại gần một chút để giới thiệu với các bác là khuôn, từng loại khuôn của từng thời. Thực ra thì các mẫu khuôn này ấy thì nó đã có ra đời ở trên thị trường rất chi là lâu rồi. Từ thời Pháp này, thời Tống này, thời Lê này. Đó, em có thể giới thiệu qua nhưng mà chẳng biết các bác đánh giá như nào. Thì đây là những con tiện của 13 khuôn này. 13 chiếc khuôn này là từ những thời rất lâu rồi. Thực ra thì riêng những khuôn này thì bây giờ người ta vẫn thịnh. Còn những khuôn này là từ những thời kiến trúc Pháp. Thực ra thì kiến trúc Pháp ngày xưa thì khuôn họ vẫn làm khuôn này. Kể cả đến bây giờ để làm nhà kiến trúc Pháp thì họ vẫn làm con tiện này. Đó, các bác có thể xem một chút. Thực ra thì các loại khuôn mẫu này thì sở Minh Thiên là gia công và đặt theo bản vẽ và kích thước của các công trình họ yêu cầu. Thế hôm nay em giới thiệu với các bác là đó, các bác có thể xem là khuôn này thì từ thời Tống này, thời Lê này, thời Pháp này, thời Mông này. Còn khuôn này là thời Trung rồi. Khuôn này nó là thời, kể cả đến bây giờ thì dân họ vẫn dùng và tất cả các công trình và nhà ở là họ vẫn dùng ạ. Còn cái khuôn này thì là con giáp thứ 13 rồi, nó là của cái thời từ lâu lắm rồi. Thế tí nữa em sẽ quay cuối cùng cho các bác là một chiếc khuôn này. Đó, khuôn này là từ thời mà bắt đầu ra con tiện vuông các bác nhá. Bắt đầu ra con tiện vuông thì em đã sản xuất ra khuôn này rồi. Mặc dù nó là hàng đồ cổ cho nên là xưởng Minh Thiên vẫn cố giữ lại để tạo mẫu. Thực ra thì để mà giới thiệu cho các bác là các con tiện này nó từ những cái thời đấy rồi mà đến bây giờ người dân vẫn ưa chuộng. Thế còn những khuôn này thì là những khuôn mà để sản xuất, những khuôn này là làm cho các công trình ở ví dụ như ở cầu vượt Vĩnh Yên ở Vĩnh Phúc nhà mình ấy, là họ dùng những con tiện này. Thực ra thì các loại khuôn mà làm cho công trình lớn từ ngày xưa ấy thì họ vẫn dùng những con tiện to cao như này. Đó các bác, nếu các bác có điều kiện đến Vĩnh Phúc để du lịch hoặc tham quan thì xin mời các bác đến cầu vượt Vĩnh Yên nhé. Cầu vượt Vĩnh Yên của thành phố Vĩnh Phúc, Việt Nam. Thế các bác đến cầu vượt Vĩnh Yên các bác sẽ tham quan được khuôn con tiện này. Đó, nó to như thế này đấy ạ. Đó. Thế còn khuôn này thì nó cũng rất là lâu rồi. Ta thì nhưng mà bây giờ vẫn dùng ạ. Bây giờ rất nhiều khuôn cái công trình nhà cổ và nhà kiến trúc Pháp họ vẫn dùng con này các bác nhé. Đó, các bác có thể xem qua một chút các loại khuôn mà Minh Thiên đã chế tạo và tạo mẫu cho tất cả các bác ạ. Đó, tất cả các bác này. Các bác có thể xem qua một chút là riêng khuôn thanh lý lần này thì xưởng Minh Thiên là đã đánh dấu rồi. Đã đánh dấu tất cả. Đó, các bác có thể xem là
ví dụ như khuôn A45 này, B44 này, C42 này, D41, E46, E46, hai khuôn đấy là cùng một mẫu. F85, M66, L60, L60 hai khuôn này là cũng cùng một kích thước các bác nhé. Và Y62, O55. Đó. Bây giờ em sẽ đo kích thước từng loại cho các bác nhé. Để các bác có nhu cầu mua khuôn nào thì các bác có thể xem kỹ là em đo kích thước từng loại. Thì ví dụ như các bác mua khuôn A45. Đó. Ví dụ như em đo chiếc khuôn này cho bác. Các bác mà mua khuôn này thì các bác ghi chỗ, bác để lại cho em số điện thoại là A45. Đó, đây nhá. Đó, thì em sẽ đo cho các bác xem. Một chiếc khuôn này. Khuôn này thì từ thời Tống rồi các bác ạ. Nhưng mà kiến trúc pháp bây giờ họ vẫn dùng khuôn này đấy các bác ạ. Đó, các bác có thể xem qua một chút. Em sẽ cùng với các bác đi kiểm tra kích thước của chiếc khuôn này các bác nhá. Các bác có thể xem. Chiếc khuôn này là có chiều cao là 45 cm. Đó, thì em đã ghi mã của nó là A45 rồi. Đó. Nhưng mà đặc biệt là chiếc khuôn này là tán trên và tán dưới là hình tròn. Hình tròn các bác nhá. Đó, em có thể quay cho các bác xem. Phần bên dưới cũng là hình tròn luôn. Đó, chúng ta có thể kiểm tra kích thước của cái đầu tròn bên dưới. Đầu tròn, đây là đầu tròn bên trên các bác nhá. Đây ạ, khuôn này đầu tròn bên trên nó có đường kính là 12 cm ạ. 12 cm các bác nhá. Đó, đầu tròn bên trên là đường kính là 12 này. Cái phần chân tròn bên dưới đường kính của nó là 14 cm các bác nhé. Đường kính của nó là 14 cm này. Đó, chúng ta có thể đi kiểm tra cái bình. Cái bình này, xem cái bình này từ đây đến đây, cái bình này nó phình ra là bao nhiêu cm các bác nhé. Bác có thể chờ em một chút để em kiểm tra cái đường kính của cái bầu này ạ. Bác có thể xem qua một chút về cái bầu. Đó, mặc dù là khuôn từ thời Tống và thời Mông, nhưng mà khuôn sắt này thì có từ thời nào thì các bác vẫn cứ dùng thoải mái ạ. Đó, các bác có thể xem. Riêng khuôn này thì có đến 10 năm sau các bác dùng nó vẫn cứ như không luôn, không sợ hỏng vì nó là khuôn sắt. Khuôn này em sẽ đo cho các bác cái bầu này nhá. Cái bầu này là đang là 18 ạ. Cái bầu này là bán kính của nó, đường kính của nó là R của nó là 18 cm các bác nhá. Cái bầu này ạ. Còn cái cổ của nó, cái cổ của nó là 7 cm ạ. Cổ 7 cm các bác nhá. Các bác có thể nhìn các đường chỉ của nó đây. Rất chi là đẹp và sắc nét. Đó, rất chi là đẹp nha, bác có thể xem qua đây, đến tận đây luôn. Đó, bác xem đường chỉ nhá. Đó. Các bác xem video và nghiên cứu mẫu mã, Minh Thiên sẽ bán thanh lý cho bác nhé. Nếu bác nào có nhu cầu mua khuôn A45 này, các bác để lại bình luận bên dưới cho em là A45 kèm số điện thoại các bác nhé. A45 kèm số điện thoại. Đó, bên em sẽ ship hàng về tận nhà cho các bác. Các bác kiểm tra hàng đúng mẫu mã, đúng kích thước thì lúc đó các bác thanh toán. Đó. Thực ra thì mỗi một chiếc khuôn này để mà đóng ra một sản phẩm bê tông này thì các bác cần có một chiếc cầu. Nhưng mà riêng những khuôn tròn này thì nó hơi khó làm cầu. Cho nên là xưởng em là những con vuông là đều có cái cầu đi theo. Đây ạ, một chiếc cầu đây ạ. Chiếc cầu đóng khô các bác nhá. Nhưng mà nếu như mà các bác có nhu cầu mà muốn làm cầu của con tiện tròn này thì các bác sẽ tự đổ lấy. Nếu không nữa mà các bác cần cầu thì bên em sẽ lắp cho các bác cái cầu vuông này. Thực ra thì cầu vuông thì nó cũng vẫn được. Thế nhưng mà để mà làm cái cầu tròn để vừa với cái tán trên này của con tiện thì nó hơi khó. Nhưng mà nếu bác có nhu cầu thì em vẫn gửi cho bác kèm theo một cái cầu như này. Để khi mà các bác lắp con tiện thì sẽ bắt cầu từ con nọ sang con kia. Thì nó sẽ dễ cho quá trình xây chát. Đó các bác nhé. Đó, mỗi một chiếc khuôn này em đều có một cái cầu đi theo này ạ. Đó. Chiếc khuôn cầu này ạ. Này ạ, đóng rất chi là dễ đóng các bác nhé. Đó. Các bác có thể xem qua một chút. Đó.
Đây là A45 này. Tiếp nhá. Em sẽ giới thiệu cho bác tiếp một loại nữa. Đó. Là đầu tiên này. Cái con này là B44 các bác nhá. B44. Khuôn này thì cũng rất lâu rồi. Nhưng mà riêng khuôn này thì đóng ra để sản xuất thì cực kỳ là đẹp các bác nhá. Em có thể giới thiệu cho các bác cái phần vuông trên của nó này. Nha, cái vuông trên của nó là 10,5 cm các bác nhá. Đó. 10,5 cm ạ. Đây ạ, cái phần vuông trên khi bê tông đóng ra của nó là như này đấy ạ. Đó. Thế còn cái chiều cao, chiều cao này thì em ghi là B40 thì chiều cao của nó B44 thì chiều cao của nó đang là 44 cm các bác nhá. Em có thể kiểm tra cái bình vuông này cho các bác. Đây ạ. Cái bình này ạ. Cái bình này của nó là 11 cm ạ. Trên này là 10,5 này. Bên dưới này nó đang là các bác có thể chờ em một chút để em tháo hẳn ra để em kiểm tra đúng kích thước cho các bác. Rồi quá trình xây chát thì đến lúc làm là các bác sẽ hơi đóng máu. Riêng khuôn con tiện vuông này nhá thì các bác không cần phải vặn ốc nữa. Nó có cái ram nha các bác nhá. Các bác chỉ cần gõ ra này thôi. Đó, thì cái vam này nó sẽ bật ra này. Cái vam này, đó, đây các bác. Có thể xem vam một chút. Đây ạ. Đây, để mà lụng ngược lại. Đây ạ. Các bác gõ ra thế này. Đó, thì cái vam này đây. Cái vam này nó sẽ tỏ ra này. Đó, các bác có thể xem nhé. Đó, cái vam này nó sẽ có cái ngoảm. Đây là quá trình lâu không làm nên là nó đang hơi xít. Nó đang hơi xít nó bật ra. Đó để nó đã bị bật mấy cái này rồi các bác nhá. Em sẽ cho thợ cơ khí sửa lại cái này cho các bác. Đó. Nó có cái màu này. Đó, khuôn này thì cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Riêng khuôn này thì cực kỳ là đẹp ạ. Đó, khuôn này sẽ mở ra 4 mảnh ạ. Mở ra 4 mảnh các bác nhá. Đóng khô mở ra 4 mảnh. Đó, em có thể đo kích thước cho các bác nhá. Kích thước vuông ở bên trong các bác nhá. Cái tán vuông ở bên trong của nó. Đây các bác nhá, em đo lòng trong cho các bác. 11 cm ạ. Đây, các bác có thể xem qua. 11 cm các bác nhá. Đó. Đó. Trên này là 10,5 này, các bác lưu ý này. Trên này là 10,5. Vẫn là 11 đấy các bác ơi. 11 ạ. Tất cả là trên 11 này. Dưới phình này cũng là 11 các bác nhá. 11, cái tán này cũng là 11 các bác nhá. 11 cm ạ. Nếu các bác mua khuôn này, các bác mua khuôn này thì các bác để lại cho em số điện thoại. Để lại cho em số điện thoại các bác nhá. Để lại số điện thoại và ghi là B44 kèm số điện thoại các bác nhá. Đó, em sẽ ship hàng về tận nhà cho các bác. Đó. Tiếp tục là khuôn con tiện vuông. Khuôn con tiện vuông đấy các bác nhé. Đó. Khuôn này thì cũng không phải là thời cổ lắm đâu ạ. Đó, thì khuôn này chỉ sử dụng cách đây khoảng 10 năm thôi. Các bác có nhu cầu mua khuôn này thì các bác để lại số điện thoại cho em là C42. Là chiều cao của nó là 42 này, em không phải đo nữa. Thế cái tán trên vuông của nó đây. Vuông của nó là 9 cm các bác nhé. Trên vuông của nó là 9 cm này. Đầu dưới này. Đầu dưới cũng là 9 cm luôn ạ. 9 cm luôn ạ các bác nhé. Đó. Thế cái cổ này. Cái cổ này của nó có 5 cm thôi ạ. Đó. Còn cái phần cổ bên dưới này của nó là 7 cm ạ. Đó. Bác nào có nhu cầu mua khuôn này, khuôn con tiện vuông nhé, các bác để lại cho em C42 kèm số điện thoại ạ. Đó. Em sẽ ship hàng về tận nhà cho các bác. Khuôn thứ ba. Em xin giới thiệu với các bác là một loại khuôn thứ tư nữa. Khuôn con tiện này ạ. Khuôn con tiện này thì từ thời Mông Cổ rồi các bác ạ. Nhưng mà kiến trúc Pháp bây giờ họ cũng làm rất nhiều khuôn này các bác nhé. Đó. Chiều cao thì nó là 41 rồi. D41 này. Chiều cao là 41 cm. Còn cái phần vuông này của nó là đi 10. Đường kính tròn miệng trên của nó là 13 cm các bác nhé. Miệng tròn là 13 cm này. Bên dưới, miệng ở chân bên dưới của nó là đi 14 cm ạ. 14 cm các bác nhá. Đó.
Các bác có nhu cầu mua khuôn này thì em có thể đo cho các bác cái bình ở bên trong. Cái bình ở bên trong ạ. Đây ạ. Cái bình ở bên trong. Cái bình ở bên trong nó là đi 13 cm ạ. 13 cm các bác nhá. Đó, cái bầu này là 13 này. Còn cái cổ của nó, cái cổ của nó là 7 cm ạ. Cổ nó 7 cm nhá. Bác nào mua khuôn này thì để lại cho em số điện thoại là D41 kèm số điện thoại các bác nhá. D41 kèm số điện thoại ạ. Đó, em sẽ giới thiệu tiếp cho các bác một số khuôn tiếp nữa ạ. Đây ạ. Đây ạ. Khuôn lục bình. Khuôn lục bình này thì cũng không cổ lắm. Khuôn này phần vuông trên của em là 12 cm ạ. 12 này, chiều cao là 46 rồi các bác nhá. Chiều cao là 46 rồi. Dưới cũng là 12 luôn. Đó. Đầu trên 12. Đầu dưới của nó. À, đầu dưới của nó là đi 13 cm các bác nhá. Vuông dưới là 13 này. Vuông trên là 12 này. Còn tổng chiều dài của nó là 46 cm ạ. Đó, cái bình này của nó cũng là 12 luôn ạ. Cái bình này cũng là 12 cm các bác nhá. Bác nào mua khuôn này thì để lại cho em số điện thoại E45 kèm số điện thoại các bác nhá. À, E46 kèm số điện thoại các bác nhá. Đó. À, khuôn này thì nó vẫn là khuôn kia thì em không đo lại nữa. Đây ạ, à, em sẽ lại tiếp O55. O55 các bác nhá. Đó. Khuôn này là khuôn bát sen. Khuôn này bát sen các bác nhá. Đó. Chiều cao thì nó là 55 rồi. Còn phần vuông trên của nó. Vuông trên của nó là 13 cm các bác nhá. 13 cm. Vuông dưới. Vuông dưới là đi 15 cm ạ. Phần vuông bên dưới là 15 cm ạ. Còn cái bầu này cũng là 13 các bác nhá. Cái bầu này cũng là 13 cm ạ. Đó, cái này không cần phải đo lại nữa. 13 cm. Bác nào có nhu cầu mua khuôn này thì bình để lại bình luận bên dưới hộ em là O55 kèm số điện thoại ạ. Đó. Tiếp tục ạ. Đây ạ, em sẽ quay cho các bác tiếp một khuôn này nữa. Khuôn con tiện lục bình. Khuôn này là em đã làm mẫu làm cho công trình của Vim Thanh Hóa. Đó, em đã đóng sản phẩm cho công trình rồi. Bây giờ em bán thanh lý khuôn. Các bác có thể cùng em kiểm tra kích thước. Kích thước thì chiều cao của nó là 62 cm này. Còn phần miệng rộng bên trên là 13 này. Bên trên là 13 này. Phần vuông bên dưới của em cũng là 13 các bác nhé. 13 này. 13 cm ạ. Em có thể kiểm tra cho các bác cái bình bên trong xem nó là bao nhiêu ạ. Các bác có thể xem qua một chút cái bầu này của nó ạ. Đây ạ. Bầu này các bác nhé. Đây. Đó, mặc dù khuôn sắt là khuôn cũ nhưng mà tuy cũ nhưng mà lại mới ạ. Đó, tuy là khuôn cũ nhưng mà lại mới là vì em cũng vừa mới sản xuất năm ngoái để đóng con tiện cho Vim Hải Phòng. Đó, các bác có nhu cầu về Hải Phòng thì đến khu biệt thự của Vim Hải Phòng. Đó, ở gần cầu Rào các bác nhá. Vim này là ở cầu Rào và ở gần cầu Bính đấy ạ. Đó. Cái này là phần cổ của nó là 6,5 cm các bác nhá. Cổ là 6,5 này. Phần bình của nó. Bình của nó là 14 các bác nhá. Bình của nó cũng là 14 cm ạ. Đó, các bác có cho các bác khuôn này. Y62. Y62 kèm số điện thoại các bác nhá. Đó. Khuôn này nha các bác lưu ý xem qua cho em. Mỗi một cái khuôn này là bên em bên Minh Thiên là đều giả cho các bác một cái cầu. Một chiếc cầu đấy là nó vừa với cái tán này để đi theo nó. Đó. Tiếp tục ạ. Em sẽ giới thiệu một loại con này nữa. Đó. Khuôn này thì con tiện của Vin cũng làm con lục bình này các bác nhé. Khuôn tổ tiện lục bình. Khuôn này là tuy bảo là khuôn cũ nhưng mà lại mới á. Thì khuôn này cũng vừa mới làm theo bản vẽ cho một bác khách. Cho một bác khách làm công trình ạ.
Đó, các bác có thể kiểm tra kích thước. Cái phần vuông này của nó là 17cm này. Vuông tán trên của nó là 17 này. Vuông ở bên dưới của nó, vuông tán bên dưới của nó đây các bác. Các bác có thể xem qua một chút. Vuông tán bên dưới của nó cũng là 17 các bác nhé. 17cm ạ. Đó, 17 này. Cái bình này cũng là 17 luôn ạ. Các bác cũng không cần phải xem nữa. Cái bình này cũng là 17 ạ. À thôi em có thể cho các bác xem. Cái bình bên dưới cũng là 17 luôn. Đó, các bác có thể xem nhé. Cái bầu của nó rất chi là đẹp ạ. Dáng của nó nhìn cực kỳ là khôn luôn. Đó, rất rất chi là đẹp các bác nhé. Đó, dáng của nó là cực kỳ là khôn luôn. Các bác có thể xem, nhìn kỹ một chút. Đó, em kiểm tra kích thước cho các bác về cái bầu này nhá. Cái bầu này của nó đang là 18cm. 18cm các bác nhá. Cổ này là 7cm ạ. Cổ là 7cm ạ. Cái phần thắt nhỏ nhất ở bên dưới của nó là 18cm. À xin lỗi ạ, 8cm ạ. Em xin lỗi, 8cm này. 18cm này. Và 7cm ạ. Đó, em có thể đo lại kích thước ở đây. 17cm các bác nhá. 17 ạ. Đó, bầu này cực kỳ là đẹp luôn. Bác nào có nhu cầu mua khuôn này thì các bác, đây em xem mã của nó là gì đây. L60 các bác nhá. L60 kèm số điện thoại ạ. Đó, bác có thể kiểm tra một chút ạ. Để lại cho em L60 kèm số điện thoại các bác nhá. Em sẽ ship hàng vào tận nhà cho các bác. Các bác nhận hàng và kiểm tra hàng, sau đó thì thanh toán ạ. Đó, tiếp tục ạ. Bây giờ là vẫn L60. Lưu ý của em là L60 thì em có giá là, à em xin lỗi ạ, chưa báo giá được các bác nhé. Bác có thể để lại bình luận cho bên em sẽ báo giá cho bác. L60 này đang có hai kích thước. Đó, hai kích thước giống nhau các bác nhé. Tiếp ạ. Đây là chiếc khuôn lục bình. Chiếc khuôn này thì nhà em có kích thước là, bác chờ một chút để em kiểm tra lại kích thước. Đó, em phải tháo ra thì mới kiểm tra kích thước chuẩn cho các bác được. Đó. Tại sao cái khuôn này lại có cái nắp ở bên trên? Cái nắp ở bên trên. Đó, các bác có nhu cầu đổ ướt thì các bác đổ lộn ngược lên thì làm thêm cái nắp bên trên. Cái nắp này chỉ là để đậy vữa thôi. Đó, bác có thể kiểm tra một chút kích thước nhé. Em sẽ kiểm tra kích thước. Đó, khuôn này thì cực kỳ là đẹp luôn. Đây ạ, kích thước của khuôn này đây ạ. Khuôn này nhà em đang có kích thước là vuông trên cùng của nó là 18 này. Vuông trên là 18 này. Phần cổ trên của nó là 7cm này. Đó, cái bình của nó là đi 18cm các bác nhé. Bình là 18 này. Cổ nhỏ nhất là 7cm này. Và cái chỗ thắt nhỏ nhất ở bên dưới của nó là 8cm các bác nhé. Đó, 8cm. Đó, các bác có thể kiểm tra và nghiên cứu mẫu mã của mình. Nếu như có công trình nào mà phù hợp với kích thước này thì bên em sẽ cấp cho các bác ạ. Đó, bác nào ưng khuôn này, các bác để lại bình luận cho em là M66 kèm số điện thoại ạ. Đó, M66 kèm số điện thoại các bác nhá. Chiều cao là 66cm rồi, em không cần phải đo nữa. Đó, em có thể quay tiếp cho các bác một loại khuôn nữa. Đây là một chiếc khuôn cực kỳ là khủng. Khuôn to các bác nhá. Đó, các bác xem qua một chút. Chiếc khuôn này là nếu sản phẩm bê tông mà cân lên một chiếc khuôn này các bác nhé, nếu sản phẩm bê tông cân lên một chiếc khuôn này thì là nó đã có là đi, nếu em nhớ không nhầm thì đã có hơn 30 cân ạ, hơn 30 kg ạ, không biết là ba mấy kg nhưng không nhớ lắm nữa. Nhưng mà chiếc khuôn này là khi sản phẩm bê tông ra là trên 30 kg một chiếc khuôn này các bác nhé. Đó, một bao xi thì chúng ta chỉ có thể đổ được khoảng tầm
5 con này đấy ạ. Nếu như tôi nhớ không nhầm là chỉ có được có 5 con này thôi. Đó, nặng khoảng tầm trên 30 kg các bác nhé. Em thì không nhớ rõ kích thước, nhưng mà nó đâu đó là khoảng tầm 30 kg đấy. Cái 30 kg là chắc chắn rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiểm tra kích thước của chiếc khuôn này. Chiếc khuôn này nhà em là chiều cao của nó là 85 cm các bác nhé. Chiều cao ở bên dưới lên trên là 85 cm ạ. Đó, 85 cm. Em sẽ cùng nhau đi kiểm tra kích thước của khuôn này. Các bác có thể cùng em kiểm tra. Chiếc khuôn này thì bác nào có điều kiện về Vĩnh Phúc, chơi, hoặc là các bác ở Vĩnh Phúc thì đi qua Vĩnh Phúc là ở cầu vượt Vĩnh Yên các bác nhé. Cầu vượt Vĩnh Yên là lắp một con tiện lục bình to như thế này đấy ạ. Các bác có thể cùng em kiểm tra kích thước. Đây ạ, em sẽ tháo từng chiếc ốc này ra. Quá trình làm thì nó cũng rất chi là đơn giản thôi, nhưng mà đó, đây ạ, đó, khuôn này rất chi là to, cao, lực lưỡng luôn. À, em sẽ kiểm tra cho các bác kích thước của chiếc khuôn này các bác nhé. Khuôn này là cái phần tán trên của nó là 18 cm ạ, vuông trên là 18 cm này. À, cái cổ này là 9 cm ạ, 9 cm các bác nhé. Còn cái phần chiều dày của cái tán này nó là 9 cm ạ. Đó, số rất đẹp, tất cả là 9. Đó, còn cái phần thắt của nó là từ 8 cm cho đến dưới này cũng là 8 này. Thì em sẽ đo cho bác cái chiều dài của cổ này nó là bao nhiêu cm nhé. Đó, cái chiều này dài của nó là đi 20 ạ. Đó, cái 8 cm này đã là 20 phân rồi các bác nhé, 20 rồi ạ. Đó, em sẽ đo cho các bác cái bình này. Cái bình vuông này của nó là 18 cm nhé, cái bình tròn này ạ. Cái bầu này của nó là 18 này. Cái chỗ thắt ngưỡng nhỏ nhất của nó là 11,5 các bác nhé, 11,5 cm ạ. Đó, còn cái phần vuông này thì cũng là 18 cm luôn. Không phải ạ. Đây ạ, cái phần vuông này của nó là 22 cm. Ồ, rất chi là to đấy, công nhận. Khá là to luôn. Cái chiều dày của cái tán này của nó là 13,5 các bác nhé, 13,5 cm ạ. Đó, cái này là đi 22 cm, 21,5 ạ. Nếu nói chính xác thì nó là 21,5 ạ. Cái tán vuông này các bác nhá, đấy ạ, tán vuông này là 21,5 đấy ạ. Rất chi được khủng, to luôn ạ. À, cái phần chéo, cái độ chéo là 31 các bác nhá. Cái độ chéo của cái khuôn này là 31 ạ. Đó, cái chéo này của nó cũng là 26 ạ. Chiếc khuôn này thì thực ra thì khi bác nào làm các công trình biệt thự nhà cổ thì hoặc là ao vườn, sân vườn, ao hồ hoặc là các công viên thì họ cũng dùng những con này, khuôn này ạ, họ dùng khuôn này rất nhiều đấy các bác ạ. Đó, các bác có nhu cầu mua khuôn to hoặc là tất cả các mẫu khuôn theo bản vẽ các bác nhé. Thì riêng khuôn này thì các bác có nhu cầu mua khuôn này thì các bác để lại bình luận bên dưới cho em là F86 kèm số điện thoại các bác nhé. F86 kèm số điện thoại. Đó, em đã quay video là tất cả các khuôn mẫu mà Sở Minh Thiên bán thanh lý các bác nhé. Em sẽ thanh lý cho các bác 12 chiếc khuôn này. 12 chiếc khuôn này là thanh lý cho các bác. 12 chiếc khuôn này. Đó. À, còn một chiếc khuôn này nữa em sẽ giới thiệu cho các bác. Thực ra thì khuôn này thì em chỉ để trưng bày thôi là không bán. Tại sao em lại không bán là vì các bác cũng sẽ không mua. Đó, các bác cũng sẽ không mua vì nó lại cổ, nó lại quá cổ rồi. Đó. Mặc dù thì những người thích chơi đồ cổ nhưng mà cũng không thích cái này nữa. Vì là nó lại trở thành không biết nó từ cái thời nào nữa. Đó, khuôn này các bác nhá. Đó, các bác có thể xem qua một chút. Em vẫn cứ kiểm tra kích thước các bác. Từ những thời mà bắt đầu mới khai sinh thì cái khuôn này là chiếc khuôn rất hot đấy ạ. Chiếc khuôn cực kỳ là hot luôn các bác nhá. Đó, em có thể cho các bác xem cái lòng trong của nó đây. Bên trong của nó là các chỉ này. Các chỉ họ làm giật cấp này, giật cấp này. Đó, và một mặt là có ngôi sao này. Đó, ngôi sao này. Đó, các chỉ giật cấp các bác nhá.
Em vẫn kiểm tra kích thước các bác. Đó, từ thời mới khai sinh ra thì họ đã làm con này rồi đấy ạ. 8 phân ạ. Vuông của nó là vuông dưới là 8cm này. Vuông trên của nó là 8cm này. Và tổng chiều cao, tổng chiều cao là đi 34cm. Khuôn này thì chắc là sẽ không có người mua đâu ạ. Nếu như bác nào mà thích khuôn này thì Minh Thiên sẽ xin tặng cho các bác ạ. Minh Thiên sẽ xin tặng cho các bác một chiếc khuôn này các bác nhé. Nếu như bác nào mà làm công trình mà nó hơi nhỡ cỡ, mà không, mà các bác không không chọn được mẫu nào hơn nữa thì Minh Thiên sẽ xin tặng cho các bác ạ. Đó, Minh Thiên sẽ tặng cho các bác một chiếc khuôn này. Đó, các bác chỉ cần nhận hàng và thanh toán tiền ship ạ. Thanh toán tiền ship cho bưu điện. Đó, Minh Thiên sẽ tặng cho các bác khuôn này nhá. Đó, mới đầu thì Minh Thiên bảo không bán, nhưng mà bây giờ Minh Thiên sẽ tặng cho các bác. Đó, bác nào có làm nghề từ rất lâu rồi thì bác ấy sẽ hiểu và biết đến chiếc khuôn này. Đó. Đó, các bác có thể nghiên cứu. Thế trước hết thì Minh Thiên xin cảm ơn tất cả các bác đã xem video của Minh Thiên từ đầu đến cuối. Minh Thiên không biết nói gì hơn. Xin trân trọng và cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ cho Minh Thiên từ xưa đến nay. Thực ra thì trước kia là Minh Thiên vẫn thường quay video cho các bác xem các loại khuôn mẫu mà Minh Thiên sửa, Minh Thiên sản xuất và các loại khuôn chậu. Thì cũng mong rằng là các bác đóng góp ý kiến và ủng hộ cho Minh Thiên những video mà Minh Thiên quay lên. Thì các bác đã quan tâm và ủng hộ cho Minh Thiên thì Minh Thiên không biết nói gì hơn. Xin trân trọng và xin hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bác ạ. Đó, các bác có thể xem qua các loại mẫu của sổ Minh Thiên. Đó, Minh Thiên sẽ quay cho các bác xem các loại khuôn của Minh Thiên ạ. Đó. Xin mời máy quay có thể lướt qua vào bên trong xưởng cho các bác xem về các loại khuôn mẫu mà Minh Thiên đang cấp ra thị trường hiện nay. Tất cả các loại mẫu mà Minh Thiên cấp ra thị trường hiện nay thì các bác lưu ý và quan tâm khuôn cống giếng các bác nhé. Tất cả các loại khuôn ạ. Đó, tất cả các loại khuôn mà Minh Thiên đang cấp ra thị trường, rất nhiều khuôn các bác nhé. Đó, và đặc biệt là các loại khuôn mẫu xây dựng ạ, Minh Thiên là có đầy đủ hết các bác nhé. Đặc biệt là các loại khuôn mẫu xây dựng, Minh Thiên có rất chi là đầy đủ các loại mẫu để phục vụ cho các bác làm công trình. Các bác làm công trình hoặc là thiết kế theo bản vẽ và kích thước các bác nhé. Đó, đây là các loại khuôn chậu đấy ạ. Khuôn chậu ạ. Các bác nhất là các bác làm công trình mà các loại khuôn mà thị trường không có, các bác có thể gửi bản vẽ và thiết kế cho bên xưởng Minh Thiên. Minh Thiên sẽ tạo mẫu và chế tạo ra các loại hoa văn để làm theo bản vẽ và kích thước của các bác yêu cầu. Đó. Xưởng Minh Thiên xin kính chào tất cả các bác ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.